biển số xe độc quyền của Nam Úc được phát hành lần đầu tiên vào đầu những năm 1900, dự kiến sẽ được bán đấu giá với giá hơn 1 triệu đô la. Biển mang số 8 lần đầu tiên được cấp cho Arthur Ernest Ayres, con trai của doanh nhân và là chính trị gia Sir Henry Ayres vào năm 1906. Hơn một nửa thế kỷ, chiếc biển số này đang được bán đấu giá thay mặt cho chính quyền Úc. Chỉ còn hơn một ngày nữa là phiên đấu giá tại Slattery Auctions kết thúc, biển số xe được săn đón này đã đạt mức giá cao ngất ngưởng là 1,3 triệu đô la. Hơn 60 người đã trả giá cho biển số xe này kể từ khi phiên đấu giá mở cửa cho công chúng vào cuối tháng trước với hơn 1.630 người tham gia. Người đấu giá biển số xe lịch sử Stewart Kay cho biết lần cuối cùng chính quyền tiểu bang cấp biển số một chữ số là vào năm 1985. Nó rất hiếm và đặc biệt, ông Kay chia sẻ. Ông Kay cho biết sự quan tâm đến biển số xe đã bùng nổ vào đầu những năm 2000 và vượt trội hơn so với doanh số bán đồng hồ cổ, ô tô và cổ phiếu. Một biển số xe số 1 lịch sử đã được đưa ra bán đấu giá vào đầu năm nay tại New South Wales với mức giá tăng vọt lên tới hơn 10 triệu đô la trong 72 giờ đầu tiên.